mà nó cứ thẳng như là cái chuồn ốc ấy. Ô, xoáy như là cái chuồn ốc thầy. Thầy ơi. Hả? Cháu mời thầy nghỉ tạm ở đây để cháu vào lấy nước thầy chơi nhá. Ừ. Thầy bà con ơi. Sao? Tôi ra đây có phải xin tranh không bà con nhỉ? Không xin tranh. Chúng em cành càng xin thế này mà không biết là ai à? Yeah.
con ơi. Sao? Tôi đi cúng như thế này mà Phật Bà đã ban cho tôi 36 ngày lúc trước. Núi Tôn Ngô là tôi cứ nhắm mắt bước qua, dạo tầm nơi sơn thủy hải hà, co chân lại là tôi lại về. Về Bắc Quốc đấy. Không những cao tay mà em còn cao cả. Chẳng nữa. Thế mà tiếng tôi đi đã lừng khắp trong Nam Việt, trên 9 tầng địa võng thiên la. Hoặc nhà ai mà có bệnh tà ma mời tôi mà chưa kịp về nhà thì tà ma phải tìm đường cút hết, cút ra, cút sạch, cút tiền. Nó phải cút nhá. Nó cường tà không cút nhá. Nó lại cường tà không cút à? Nó mà không cút thì em
không? Nó thế buồn buồn ý mà. Không thấy gì ạ? Nó nhí nháy như kiến bò lông chân ý mà. Thấy gì đâu ạ? Nhí nháy mà cũng không thấy là. Có thấy gì đâu mà nhí nó chả nháy. Kêu bố mình buồn. To là mày. Kêu là người ta chưa sao lại chứ. Cho nhà mày. Sao mày bảo thiêu? Thiêu để tao xeo sao lại chứ để cho. Đắp nắm cái cổ buồn. Hay sao? Úi giời ơi, ngu chưa? Ở nhà thì bắt gà miếng một. Ra đây trông thấy mặt để tuấn này. Úi sờ đầu thằng quái. Phá hồng môn hội ẩm chi lơ chơ. Uống bó mũi hán phương trói con yêu nhà Tần chi cái lòng trọng. Uống cái lòng trọng để cống cái lơ chơ. Uống cái lơ chơ để vờ cái lòng trọng. Uống tà ma tốc chất. Thiêng lắm rồi đấy. Thầy cũng đủ lắm rồi đấy. Rồi chuyện này là chết đấy. Chết không sao. Tịch quan tứa. Anh Nhĩ ơi. Dạ. Ê, quan thánh nhà thầy nó đi lần này là lần đầu tiên. Anh mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt thế này thì bố thánh nào dám cắn. Anh phải quay mặt đi, nhắm mắt lại thì thánh mới cắn. Phải quay mặt đi, nhắm mắt lại mới ra cắn. Đúng rồi. Vâng, cháu quay mặt đi, nhắm mắt lại đấy ạ. À, này. Đứa nào mà tí hí là chuột chí cắn, cắn cả nhà đó. Vâng, cháu nhắm mắt đấy ạ. Tịch quan tứa ô. Quan thánh quan tướng không cắn thì nhờ thì cắn hộ một tí. Ai lại cắn hộ của nó rồi? Thôi, mời thầy cúng đi. Ông bà cháu vậy á, mắng mắng rồi đấy. Anh vào sửa soạn lễ để thầy vào làm lễ nhá. Nhờ bà con chống khách tí nhá. Rồi. Em là người từ năm lên một. Năm nay 61 có người mời. Người chống khách. Đấy, vừa thử ở trong. Cày bừa gì đâu, chả là cái chỗ đất này nó cầm tinh con trâu ấy mà nị. Quá. Thank you.
mới tiến chủ thì cũng thế mà nhỉ. À thế gì? Tiến chủ chi thành kinh tâm lễ tất. Lễ tất là có bao nhiêu, nhiều lễ thì bày tất cả ra đây để thầy cúng. Chứ ai ăn hết đâu mà chứ chi gì. À thiết chị, trong cầm mà lấy vợ đi cầm. Kéo cho anh đấy. Nằm trống thời chật, nằm nông thời vừa, giang phó đàn tràng ngang hoa cân đức. À thiết chị, chồng hen mà lấy vợ cũng mà đêm nằm mà cò cử như kèn thối đôi, dáng phó đàn tràng nhã hoa cương đức thịnh. Làng có ai đóng cối say em không?